chào cả nhà. Thì hôm nay tiếp tục Nhi xin hướng dẫn và chia sẻ cả nhà mình cách sửa cái lai áo sơ mi nha cả nhà. Nhưng mà đặc biệt con cái về cái áo sơ mi này là cái lai áo giặt bầu, nhưng mà mình phải sửa giặt ngang nha. Đó, mình sửa giặt ngang. Thì hôm nay Nhi sẽ chia sẻ với cả nhà mình và hướng dẫn cả nhà mình một cái cách mẹo để cả nhà mình sửa tại nhà, hoặc là cả nhà mình sẽ tự mình sửa luôn, không cần đem thợ nha cả nhà. Đó, thì cái áo phía sau của Nhi đây, cái áo sơ mi phía sau của Nhi đây, thì cái áo rất là đẹp thấy cả nhà. Nhìn phía sau cả nhà nhìn cái áo không? Áo rất là ngọt và rất là đẹp nha. Kiểu dáng rất là đẹp luôn mà màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Thôi bây giờ Nhi không nói chi nhiều nữa, nhưng mà cả nhà hướng theo Nhi cách Nhi sửa như thế nào và cách cắt như thế nào nha. Đây, đây là cái màu sắc và kiểu dáng của chiếc sơ mi này, Nhi sẽ quay sơ cả nhà mình tham khảo nha cả nhà, và Nhi hướng dẫn cả nhà mình cách cắt cái lai nha. Thì đây là ha, thì áo sơ mi thì giặt bầu nè cả nhà thấy không? Đó, giặt bầu rất là đơn giản thôi, nhưng mà không có dễ đơn giản để sửa giặt ngang đâu nha cả nhà. Tại vì cái giải này giải phi nè cả nhà thấy không? Cái nguyên thủy của nó là vốn là cái lai đã giảnh này thấy không cả nhà? Đó, cái lai đã giảnh rồi đó thấy không cả nhà? Đó, họ mai nguyên thủy đã giảnh rồi đó cả nhà. Còn ở đây ha, là khách yêu cầu Nhi là kết cho khách hai cái nút bóp nha cả nhà. Ở trên đây một nút bóp, đây là một nút bóp ha. Thứ nhất là cổ quá sâu là một cái nút bóp. Thứ hai là ngực của khách quá to, chỗ này sẽ bị hở, cho nên là cài thêm một cái nút bóp nữa ha. Đó, đây là cổ sơ mi đơn giản, không có gì khó. Đây là cổ tay sơ mi đây. Tay sơ mi thì thấy nó cũng có được cái hai, đó, ship 2 ly. Ở sau lưng này thì có may phiền, đó. Băng tay thì hơi to, băng tay là khoảng 8 xăng á cả nhà. Băng tay là khoảng 8 xăng. Nhưng mà cái chất liệu vải, màu sắc vải này rất là đẹp nha. Này là rất thích hợp với sơ mi. Đó, họ mai rất đẹp nha cả nhà, sọc với sọc rất là trùng với nhau nha. Đó. Còn form dáng thì rất là đơn giản, áo sơ mi suông, không chiếc ben gì hết. Kiểu dáng thì rất đơn giản luôn. Áo sơ mi form rộng nha cả nhà. Còn phía sau thì Nhi sẽ cho cả nhà mình xem phía sau nha. Đây là phía sau, cả nhà thấy lạ gì không? Thì cái phía sau này khách đã định hình cho Nhi rồi đây. Thì khách yêu cầu chiều dài nó ngắn như vậy, và cắt giặt ngang luôn nha cả nhà. Không cắt giặt đầu nha, đây là thân trước còn nguyên thủy nè, giặt đầu. Nhưng mà khi khách đã định hình cho Nhi vậy, khách yêu cầu là mai cái áo là phải giặt ngang luôn nha, giặt ngang luôn, không phải giặt đầu nha cả nhà. Thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình cắt cái đo thông số và cắt cái lai áo này và cài nút bóp nha cả nhà. Đây là cái phần phân sau, thì Nhi đã trải cái áo phẳng ra rồi đây ha. Thì bây giờ thì Nhi sẽ trải phẳng êm vậy, và Nhi sẽ sang dấu, Nhi sẽ dùng cục phấn này, Nhi sẽ sang dấu cái thông số của khách định hình ha. Đó, khi sang dấu xong rồi thì Nhi sẽ rút kim cúc này ra ha. Rồi Nhi sẽ chải cái áo ra. Đây ha, Nhi sẽ chải cái áo này ra ha. Vuốt phẳng cái lai này ra luôn ha cả nhà. Đó, thấy không? Rồi, mình sẽ vuốt phẳng chỉnh im ha. Tại vì có cái giặt bầu nó hơi khó nha, mình phải chỉnh cho nó im nha cả nhà. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cái mẹo để mình chỉnh cái giặt bầu cho nó im ha. Và cái dải này nó rất là khó ha, nó trơn nó chạy ha. Thì mình sẽ tháo cái nút nẹp ra ha. Mình sẽ kết ha, từ dưới lai này nha, kết lên tới đây, mình sẽ kết im cái. Rồi xong mình để im vậy, thì mình sẽ vuốt phẳng cái áo ra. Rồi mình sẽ chỉnh cái vòng lai này nè. Đó, mình sẽ vuốt ha, vuốt cái giặt bầu này ha. Đó, giặt bầu vuốt cho im. Khi vuốt im hết vậy rồi thì mình sẽ kết định hình cái nút, cái kim cúc một cái nha. Đó, mình kết định hình cho nó im cái mặt vải nha cả nhà. Mình phải có kim cúc vậy nha. Đó, nếu cả nhà ở nhà không có thì cả nhà có thể ra chợ mua kim cúc cũng có nha cả nhà. Đó, rồi xong rồi kế tiếp thì mình sẽ định hình đây cái nữa. Mình phải định hình những cái điểm như vậy để cho nó im, đồng thời mình cắt nó không bị chạy nha. Cái này là giải, này là giải phi bóng đó, nó rất là trơn, cho nên là mình phải có một cái mẹo là mình giữ giải lại nha. Đó, rồi sau đó thì ngay cái sườn nè, ngay cái sườn thì mình xuống dịnh im vậy ha, phẳng im vậy. Thì đây ha, mình sẽ dịnh cho nó chốt, cho nó cố định cái sườn luôn. Rồi, kế tiếp là qua cái thân sau. Thân sau cũng giống như thân trước, mình sẽ vuốt phẳng im ha. Trời ơi, cả nhà nhìn thấy nó giảnh không? Nó giảnh kinh hồn luôn á. Giải nó giảnh kinh hồn luôn cả nhà. Rồi, khi mình cố định im giờ mình kính kết kim cúc một cái. Thì như vậy á, thì nó cái một hồi mình cắt cái lai nó không có bị so le ha cả nhà. Rồi dễ cắt cho mình nữa. Đó, khi mình cố định xong rồi thì mình sẽ chải vải cho nó im nè. Đó, bây giờ đầu tiên là mình điều chỉnh cái thân sau trước đi. Mình cắt cái thân sau trước, mình tới thân trước nha. Tại giặt bầu mình không có chải thẳng cái áo được. Còn giặt ngang thì mình chải cái phèo một cái là từ thân trước thân sau bằng nhau hết. Ok.
Rồi, sau khi đó thì mình cái dấu phấn nè, mình làm dấu hồi nãy nè. Từ đây đo lên đây là 7 cm ha. 7 cm. Thì qua đây tới đây cũng mình sẽ gạch thẳng qua. Rồi cái 7 cm này gạch sẵn qua tới cái sườn bên đây luôn nha. Đó. Rồi mình sẽ gạch thẳng qua luôn nha cả nhà. Đó, gạch thẳng qua luôn. Tại cái này là gạch ngang nha cả nhà. Gạch ngang. Cho nên là mình đo ngang cái gạch bầu mình gạch ngang qua ha. Gạch ngang qua ngay trang cái dấu khách làm dấu ha. Rồi, khi gạch ngang qua vậy rồi ha cả nhà. Đó, mình sẽ dùng kéo mình cắt. Từ đây mình cắt ngang qua bằng luôn cái thằng lai gạch bầu này nha. Đó, ngang qua. Đó. Ngang qua bằng cái gạch bầu luôn. Đó. Rồi, ha. Đây là cắt bỏ cái phần cái chốt gạch bầu nha cả nhà. Rồi, kế tiếp nữa thì mình sẽ điều chỉnh nha. Mình sẽ điều chỉnh cái phần gạch bầu thân trước nha. Mình điều chỉnh cho nó phẳng, cho nó im nè. Đó, thân trước quan trọng nha cả nhà. Thân trước, thân sau, thân nào cũng quan trọng hết, nhưng mà thân trước nó hơi khó hơn một chút xíu nha. Đó, mình sẽ chỉnh ha. Chỉnh cho nó im. Rồi, mình chỉnh luôn lên tới cái phần này luôn. Đó, cho nó bảo đảm. Rồi, khi im vậy rồi thì từ dưới cái lai trước nè, mình cũng lấy lên 7 phân nè. Đó, ha, 7 phân. Rồi cái 7 phân này thì mình sẽ gạch ngang qua cái sườn luôn nha. Đó, ngang qua cái sườn. Đó, gạch ngang qua. Đó, khi mình gạch ngang qua cái sườn vậy thì mình kiểm tra một lần nữa, chứ đây nó có bị chạy không? Nó có bị lệch không? Đó, nha cả nhà, kiểm tra tới, kiểm tra lui nha. Rồi, khi ok vậy rồi thì mình sẽ cắt ha. Từ đây, nhìn thẳng đây, nha. Đó, mình cắt ngang qua. Cắt ngang qua. Đó. Ha. Đó là xong ha. Đó là xong cái phần thân trước nè. Hai cái gạch bầu này là xong rồi đó cả nhà, là mình bỏ ha. Mình không sử dụng nha. Đó, bây giờ thì tháo kim cúc ra. Nha, tháo kim cúc ra. Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình may cái lai này nha. À, may cái lai này á là chắc Nhi phải dắt sổ rồi, Nhi không may cuốn được cả nhà ơi. Cái lai này nó cái dắt sổ này, cái máy này, cái vải này rất là trơn. May cuốn Nhi sợ nó bị vặn quá. Để Nhi thử coi. Nếu như may cuốn ok thì thôi, không ok thì Nhi sẽ vắt sổ. Bây giờ thì tới cái phần dắt sổ nha cả nhà. Này Nhi phải dắt sổ thôi chứ Nhi không may cuốn được nha cả nhà. Thì dắt sổ ha, thì mình sẽ chặn nha, dùng cái tay mình chặn cái đuôi chân vịt lại nha. Và cái thân trước mình nó im tự động rút nha cả nhà. Đây Nhi đang hướng dẫn cho cả nhà cái mẹo để cho cái lai nó được cái bị dẫn cả nhà. Đó. Rồi xong nó im vậy ha, mình chặn nha. Nhi máy dắt sổ Nhi nó hơi ồn cả nhà, thông cảm giùm Nhi nha. Máy dắt sổ gia đình nó hơi ồn quá mà. Đó, mình chặn lại vậy thì đây ha cả nhà nhìn nè. Nó sẽ không bị giãn nha, nó sẽ có độ hơi rút 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 lại, còn mình may nó giãn ra nó đều vừa nha cả nhà. Thấy có độ rút không? Cả nhà thấy có độ rút không? Đó, như vậy thì hồi mình may cái lai này không bị giãn nha. Mình sẽ chặn lại nha. Và không có may nhanh nha cả nhà, may cũng vừa vừa thôi. Đó. Đó, thấy không? Buông ra, nhìn nè cả nhà, nó có độ rút nữa không? Khi có độ rút gì rồi, hồi mình may cái giặt bầu rất là đẹp nha. Cái giặt ngang nó rất là đẹp, nó không bị giãn cả nhà. Trước ha, cái thao tác cái tay của Nhi dịnh đó cả nhà biết không? Cái điều như vậy thì mình, khi mình buông ra vậy thì nó rất là đẹp, nó không có bị giãn nha, không bị giãn nha. Hồi mình may cái nó giãn ra nữa nó rất là đẹp luôn. À, cả nhà nhìn bài giấc sổ nè, đẹp ghê không? Đó. Thì cứ vậy thì Nhi dắt hết những cái dòng lai này luôn nha cả nhà. Rồi, tiếp tục thì Nhi sẽ hướng dẫn thao tác cuối cùng nữa là may lai nha cả nhà. Thì mình sẽ bẻ cái giấc sổ này vô ha. Đó, mình sẽ cắt bớt cái đuôi giấc sổ này, nó hơi dài quá. Đó. Mình sẽ bẻ cái đuôi giấc sổ này vào ha. Đó, và sau đó thì mình sẽ bẻ 5 ly nha. Mình may 5 ly nha cả nhà. Là mình bẻ 7 ly ha, mình may 5 ly nha. Đó. Rồi, rồi mũi nha cả nhà. Rồi, sau đó thì mình sẽ dịnh cái miếng dưới nè. Ở đây là cái miếng dưới nè. Mình dịnh thẳng vô người, ở trên để im nè. Đó, mình để đều 7 ly. Thì cứ thế vậy thì mình may bằng đường chân vịt là 5 ly nha cả nhà. May to bản của cái lai này là 5 ly nha. To bản của cái bờ lai ngang này 5 ly nha cả nhà. Đó. Rồi sao mà kế tiếp để thông thao tác y vậy ha. Mình dịnh im vậy. Đó, dịnh thẳng im vậy ha. Đó. Đây ha. Thì sau khi may một đoạn đều 5 ly vậy nha cả nhà. Mình may to bản đều 5 ly vậy ha. Rồi mình sẽ bắt cắt đầu chỉ đầu ra đầu vô nha. Vệ sinh sạch sẽ hết. Đó, vệ sinh sạch sẽ hết sau khi mình may rồi cho áo người ta đẹp nha cả nhà. Đó,
cứ thế vậy thì mai chậm vậy ha, mình chỉnh điều chỉnh cái like cho nó đều đẹp nha. Đó. Mai nhanh như hướng dẫn triển khai cả nhà thì Nhi mai chậm cho cả nhà mình dễ hiểu nha. Chứ cái mai nó 5 ly này thì Nhi mai cái vèo là xong rồi đó nha cả nhà. Đó. Nói gì chứ cũng rất là dễ mai chứ không khó cả nhà ơi. Đó ha, rồi nhớ nha, cái điểm sườn và cái điểm lai phải trùng với nhau nha cả nhà, để con thoa nó không có bị quặn nha. Nếu như lọt nó sẽ bị quặn nha cả nhà. Mình trùng với nhau vậy thì nó không có bị vặn. Rồi cứ thế vậy thì mình may đều cho hết miếng lai luôn ha. Ôi đẹp quá cả nhà ơi nè, thấy không, sau khi dắt sổ lấy cái tay chặn ha, và mình may lại cái nữa, nhìn cái lai này chưa ủi nha cả nhà, chưa ủi cái lai nó rất là đẹp vậy đó. Còn cái nguyên thủy của nó nãy là bị dảnh hay ớn luôn á cả nhà, xấu quá luôn á. Rồi cứ thế vậy thì Nhi sẽ may cho hết nguyên cái vòng lai này thôi ha, cả nhà rất là dễ ha. Thao tác như của Nhi chỉ vậy là cái nhà rất là dễ mai ha. Đó, chậm cho cả nhà mình dễ hiểu nè. Đó, cứ vậy đó, ở dưới vịn vô người, ở trên để im thì dày ra ngoài, cái lai không bao giờ bị dặn, rất là đẹp luôn, to bản rất là đều luôn ha. Vậy thì Nhi mai hết nguyên vòng lai luôn nha cả nhà. Giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình ủi nha. Đây cả nhà, sau khi Nhi mai cái lai rồi cả nhà, rất là đẹp không. Bây giờ thì Nhi sẽ hướng dẫn cả nhà mình ủi xương nha. Đó, mình chải cái lai cho phẳng kim nha cả nhà, giải khi bóng á, mình để nó hơi dễ bị lệch lắm nha cả nhà, mình phải chỉnh nha, chỉnh cái lai cho nó im trước mình mới ủi nha cả nhà, thôi mình ủi định hình rồi nó sẽ biến dạng nha, giải khi bóng nó rất là khó đó, mình phà xương qua vậy ha. Đó, cái này bà cả nhà ơi, giải khi bóng thì cả nhà chà cũng được nữa nha, không cần phải phà không đâu, tại vì giải khi bóng nó cũng rất là dễ ha. Còn mấy cái giải mà có cái độ nhung á thì mình không có chà được nha cả nhà. Đây ha, sau khi Nhi ủi rồi là rất là phẳng không? Thì cứ thế vậy thì Nhi sẽ ủi tiếp cái phần lai sau ha. Đó. Đẹp lắm cả nhà ơi, cái lai rất là mướt luôn á, rất là phẳng luôn nè cả nhà. Không giãn, không dẫn gì hết luôn. Rồi, cứ thế vậy thì Nhi sẽ ủi tiếp qua tới cái thằng sườn bên kia nha. Đó. Đẹp lắm luôn cả nhà ơi, rất là mướt luôn. Rồi sau đó thì Nhi sẽ đặt ra Nhi ủi cái bề phải nha. Ủi bề trái trước cho nó định hình, cho nó chết nếp. Chết nếp xong rồi mình mới ủi bề phải nha cả nhà. Mình ủi bề phải trước nha. Ủi bề phải trước nó không có đẹp. Đó, mình vạ xương bề phải ha. Qua tới bên đây cũng vậy ha. Nhi ủi, Nhi may đồ á, tuy rằng ngay công đoạn của Nhi may, nhưng mà nếu như trên cái áo mà có nhăn của công đoạn nào thì Nhi phà hết luôn nha cả nhà. Chứ Nhi không có ủi ngay trang chủ Nhi may không đâu nha. Vậy thì cái áo nhìn nó mới mướt nha. Nếu mình ủi chỗ mình không á, nhìn tổng quan đâu có thấy được chỗ mình không đâu. Người ta nhìn tổng quan sẽ sơ sơ hết luôn cái áo luôn. Người ta nhìn cái áo là sẽ nói là áo không đẹp. Mình phải ủi sơ hết luôn nha. Ủi sơ hết như giờ cái nẹp này nó nhăn nè, nó xấu nè, thì Nhi cũng ủi luôn, ủi làm cho cái áo nó mướt nó phẳng nha, nó mới nổi bật nha cả nhà. Đó, ủi luôn. Đó, ủi luôn rồi khi vậy thì khách lại thử thì mới đẹp. Nhi may đồ á, đi gần Nhi sửa thiệt, nhưng mà Nhi vẫn có yêu cầu khách lại thử đàng hoàng nha cả nhà. Đó ha, rất là đẹp nha, sau khi phà xương cái đẹp nè, rất là đẹp luôn. Và đây là cái lai nè cả nhà, thấy cái lai không, cái lai rất là mướt luôn. Vậy đó, hiện giờ Nhi sẽ quay tổng quan cho cả nhà mình xem cái áo này nha. Đây là tổng quan chiếc áo sau khi Nhi đã ủi xong ha, và đã may xong hoàn thành rồi cả nhà. Giờ chỉ còn dao nó thôi cả nhà, hai cái giặt trước và giặt sau Nhi đã cắt đó cả nhà, Nhi bỏ qua một bên đấy. Còn cái lai áo trên là ngang hoàn toàn luôn không cả nhà. Đó, mình cắt gạt làm phải điều chỉnh lại vậy nghe cả nhà, đặng áo nó mới ngang nha. Đó, bây giờ thì Nhi sẽ quay sát cả nhà mình tham khảo một lần nữa để Nhi gấp ship Nhi ra cho khách nha cả nhà. Ở đây là hai cái giặt để mình cắt rời ra nè. Hồi lúc đầu thì cái áo nguyên thủy là giặt bầu nè. Đó, bây giờ thì cắt đã bỏ rồi ha. Đó, cắt xong rồi, giờ cái này là không sử dụng nữa ha, cho nó qua một bên. Còn cái này là cái phần cái lai nè. Cái lai sao thành phẩm Nhi đã may rồi và ủi nè, cả nhà thấy đẹp không? Không có dảnh tí nào luôn á cả nhà ha. Không có dảnh tí nào luôn á. Phơm dán cái áo nè, đó sau khi ủi xong rồi nè cả nhà. Nhi cũng phải ủi xương đó. Ủi xương cái áo nó mới đẹp. Còn ở đây Nhi có cài nút cho khách rồi nè cả nhà. Đó, Nhi có cài nút bóp rồi nè. Đó, đây cũng vậy luôn ha, như có cài nút bóp nè. Tại vì cái nẹp từ trên cổ này nè đi xuống tới cái nút này nó quá sâu đi, cho nên là Nhi phải cài thêm cho khách một cái nút bóp đây nữa ha, để cho khách giữ lại không bị hở cái dòng ngực của người ta nha cả nhà. Đó, Nhi đã làm xong hết á. Công đoạn cài nút bóp thì quá đơn giản rồi, Nhi không có làm video nha cả nhà. Đó, vậy là xong ha.
Thì Nhi xin kết thúc video đây nha cả nhà. Cả nhà xem á, nhớ cho Nhi xin một like, một đăng ký, một chia sẻ nha, để Nhi có động lực á, Nhi làm nhiều clip hay, nhiều video đẹp và triển khai cho cả nhà nhiều cái mẹo để cả nhà mình tự sửa đồ nè. Cả nhà sẽ tiết kiệm rất là nhiều chi phí luôn cả nhà. Và thứ nhất là mình không mua xe đồ mới nè, và thứ hai mình không đem lại tiệm sửa nè. Đó, nó hai cái chi phí đó là cũng đỡ lắm luôn nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều, bye bye.